đạo hơi thở làm chủ cuộc đời và những khóa học và đưa thiền ca đến tại cộng đồng Việt Nam. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, tôi thật sự hạnh phúc với trước sự trưởng thành và sự thành công vượt ngưỡng của Võ Tuấn Anh, là một người em rất là thân của với Hiền Anh. Và chỉ trong một năm thôi, điều gì đã khiến một cậu bé tay trắng thất nghiệp và chưa có đầy đủ kinh nghiệm, chưa có đầy đủ kỹ năng mà chỉ sau đúng một năm đã trở thành một triệu phú trước tuổi 25. Điều đó, tất cả những diễn biến sẽ được diễn ra trong cuốn sách tuyệt vời này, và tôi mong rằng là cuốn sách này sẽ thúc đẩy cho tất cả những bạn trẻ để học tập và noi gương và kiên cường, và chúng ta sẽ xây dựng một nền văn hóa đất nước của chúng ta phồn vinh và thịnh vượng. Thở là tiếng. Qua đâu? Thở là tiếng. Qua đâu? Thở là tiếng. Tôi đến với đây có hai cái nội dung mà xin phép các vị trong
nửa tiếng thôi thì em cũng được cho phép. Chúng em cảm ơn với những giá trị mà hôm nay ông đã mang đến cho chúng con. Cảm ơn MC, cảm ơn những người tặng đồ và đặc biệt là cảm ơn tất cả các quý yêu quý của tôi.